Sao gọi là do năm trùng tướng trừ khiển năm trùng sanh khởi ác tác kia, một khởi nghĩ. Thế Tôn sở thuyết chánh pháp đều có nhân duyên, cũng có ra khỏi xa lìa. Tuy đã phạm tội, nhưng đều có thể hoàn tịnh. Do đề trừ khiển sự sanh khởi ác tác kia. Hai, do không hiểu biết phóng dật phiền não thiêu đốt mạnh mẽ và khinh mạng, nên phạm các tội, tức liền khởi nghĩ. Ta đã đoạn trừ sự không hiểu biết cho đến khinh mạng, ta đã sanh khởi chánh trí cho đến tôn kính. Do đây, trừ khiển sự sanh khởi ác tác. Ba, khởi nghĩ, ta đã sanh khởi quyết định đường lai, không phạm ý lạc. Do đây trừ khiển sự sanh khởi ác tác. Bốn, khởi nghĩ, ta đối trước các đồng phạm hạnh có trí đã phát lộ sám hối diệt trừ. Do đây trừ khiển sự sanh khởi ác tác. Năm, khởi nghĩ, ta ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia của Phật đã xuất ra rồi, đi trái vượt học xứ mà năng sám hối diệt trừ đã là lành thiện. Nhưng bạc giả phạm dùng vô lượng môn che trách sự tương tục phát khởi ác tác là cái là chướng. Nay ta ở nơi kia, nếu trụ nhiều chấp đắm kiên cố không thể trừ khiển thì chẳng phải là cực lành thiện. Do rõ biết như vậy nên trừ khiển sự sanh khởi ác tác, như vậy gọi là chỗ phạm được hoàn tịnh. Lại nữa, được có năm tùy hành pháp tỷ nại gia, bí xô siêng học nương tỷ nại gia phải thuận hành ở nơi pháp kia. Những gì gọi là năm, một a trụ, hai nơi ở, ba chỗ nương, bốn thọ dụng, năm yết ma. Một a trụ, bí xô siêng học nương tỷ nại gia phải nên a trụ năm chủng tưởng trụ. Những gì là năm, một nếu vào thôn xóm phải a trụ tưởng vào lao ngục. Hai nếu ở đạo tràng thường a trụ tưởng mình là sa môn. Tên viết trong đây tưởng ra muôn như vậy. Hiện nay ta đã xả bỏ hình tướng thế tục, thọ sắc hình riêng khác. Ta đã thọ trì sự hoại sắc như kinh đã nói rộng. Quan sát sâu kỹ rõ ràng đạo lý hai hai xứ. 3. Nếu khi ăn uống thường phải an trụ tưởng vì trị bệnh. 4. Nếu ở chốn viễn ly, ở nơi mắt nhận biết sắc và tai nhận biết thanh, nên an trụ tưởng như đuôi tiếc cầm ngọng. 5. Nếu khi ngủ nghỉ phải nên khởi tưởng như hiêu chạy trong rừng hoang, đồng trống đáng kinh sợ, khó bảo toàn mạng sống. Bí xô siêng học nương tỷ nại gia thường phải a trụ năm tưởng trụ đây. Ở nơi tưởng trụ đây đã a trụ thành tựu rồi. Giả sử có làm quốc vương, hiện tiền thọ dụng y phục, thức ăn uống ngoạ cụ mà không đã ở biên hành thọ dụng dục lạc. Hai nơi ở, đó là năm nơi ở. Một nơi ở của bí xô, hai nơi ở của bí xô ni, ba nơi ở của ngoại đạo, bốn nơi ở của bí xô tạp nhiễm, năm nơi ở của bí xô không tạp nhiễm. Nơi ở của bí xô, ở chốn đây có các bí xô hạ trùng thượng tọa cùng cư trú. Nơi ở của bí xô ni, ở chốn đây có bí xô ni hạ trùng thượng tọa cùng cư trú. Nơi ở của ngoại đạo, ở chốn đây có nhiều ngoại đạo cùng cư trú, như ngoại đạo lìa hệ buộc tịnh mạng môn ba thâu nhận nhiều y nhiều bát. Hết thảy loại như vậy. Nơi ở của bí xô tạp nhiễm, ở chốn đây đều không thực hiện tất cả yết ma, hoặc chỉ thực hiện một phần yết ma. Nơi ở của bí xô không tạp nhiễm, ở chốn đây thực hiện đầy đủ tất cả yết ma. Lại nơi ở của bí xô không tạp nhiễm, nên biết chúng hội an lập đầy đủ trang nghiêm. Nếu nơi ở của bí xô tạp nhiễm, nên biết chúng hội an lập hỗn tạp. Nếu có người vui thích quý trọng sở học bí xô, đối với nơi ở bí xô tạp nhiễm phải cố tư duy, xả bỏ lợi dưỡng, xả bỏ cung kính, không nên dừng nghỉ. Chỉ khi có nguy nạn tạm thời nương ở, hoặc nếu lỡ đường tạm thời dừng nghỉ, hoặc vì muốn cất nhắc chúng bí xô kia ra khỏi bất thiện, an đạt nơi thiện mà phải dừng nghỉ. Đối với nơi ở của chúng bí xô ni không nên dừng nghỉ, trừ ba nhân duyên như trước đã nói. Nơi ở của ngoại đạo nên biết cũng vậy. Đối với nơi ở của bí xô không tạp nhiễm, tuy chân tránh tư duy, quyết dừng nghỉ cư trú cho đến tận hết thọ mạng, mà thường nhớ nghĩ như khách tạm trọ. Nếu có bí xô, tuy sống nơi các chú xứ như vậy, phải ghi nhớ trùng trùng tưởng lo ngại. Tuy sống ở chốn không cơ hiểm như vậy, mà phải luôn nhớ sự gian nhắc của các bậc có trí đồng phạm hạnh. Ba chỗ nương là năm chỗ nương. Những gì là năm? Một chỗ nương là thôn điền, hai chỗ nương là nơi cư trú, ba chỗ nương là bồ đạc già la, bốn chỗ nương là các vật dụng y phục, năm chỗ nương là oai nghi. Hoặc nương thôn xóm, thành đô, địa phương, phân sở mà được cư trú an ổn, nên biết gọi là chỗ nương là thôn điền. Hoặc nương vườn rừng, hoặc các tự viện đã đi qua ở thời hành xứ mà được cư trú an ổn, nên biết đây gọi là chỗ nương
là nơi cư trú, hoặc được những người như những người là thí chủ quỹ phạm thần giáo huấn dạy, khiến nhớ nghĩ dạy dằn dạy trao thuyết chánh pháp mà được cư trú an ổn, nên biết gọi là chỗ nương là Bồ Đạc Già La, hoặc đường thuận theo đạo, tùy theo đó có được đầy đủ y phục hoặc thô hoặc rượu, thức uống ăn, thuốc trị bệnh và các thứ vật dụng nuôi thân mà được cư trú an ổn, nên biết gọi là chỗ nương là các y phục vật dụng, hoặc đường chỗ đầy, tùy theo từng thời gian thân hành bốn oai nghi, được tùy theo ý vui mà trụ an lạc, nên biết gọi là chỗ nương là oai nghi. Nếu thuận theo chỗ nương như vậy mà an trú, chọn chẳng bị khổ não vô nghĩa, phi thánh dẫn phát những điều mệt mỏi, hư xấu tự tổn hại mình. Bốn thọ dụng, có năm chủng thọ dụng bất tịnh và năm chủng thọ dụng thành tịnh. Năm chủng thọ dụng bất tịnh: một, thọ dụng vật của tháp mà không do mắc phải trọng bệnh, giả sử gặp phải bệnh nặng nhưng đã có phương kế khác. Hai, thọ dụng các vật của tăng già, chẳng phải tăng trao cho, không ở trong bát, chẳng phải tăng phân chia cấp cho. Ba, thọ dụng vật riêng của người khác, không phải từ người trao cho, không phải người kia chấp nhận, tùy ý thọ dụng. Bốn, thọ dụng vật không phải do tin tưởng giao cho, tức là tất cả sở hữu mà chẳng được sự ủy phó tin giao thì không được thọ dụng. Năm, thọ dụng các vật bị nhiễm bẩn cấu uế, hoặc nếu tập quen gần gũi sẽ tổn giảm các thiện pháp,